Kali Mùa Hoa Vàng là bộ phim kể về cuộc sống của người Việt tại Mỹ. Mặc dù có những khó khăn bước đầu khi đến nơi đây định cư, nhưng với bản chất cần cù chịu khó, nên họ đã có một cuộc sống sung túc hơn. Tuy nhiên, trong khi người lớn vẫn muốn giữ những nét văn hóa truyền thống, thì những người trẻ lại tỏ ra không mấy quan tâm. Đây cũng chính là những tấm bi kịch mà các thế hệ trong gia đình phải đối diện. Bộ phim xoay quanh gia đình ông Bảy, nhà có ba người con. Ông Bảy vốn khắt khe với con cái nên thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn không có hồi kết. Trong khi con cả John 2 coi trọng những giá trị truyền thống, thì John 3 cùng vợ và hai đứa con còn lại với lối suy nghĩ kiểu Mỹ luôn đặt quyền tự do cá nhân lên trên hết, từ đó dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười trong gia đình. John 2 là một kỹ sư 38 tuổi làm việc trong nhà máy sản xuất chip điện tử với bản tính khó chịu, bảo thủ, ít nói. John 2 rất ghét nói đến chuyện lấy vợ, cho đến một ngày anh gặp Hạnh, một bà mẹ đơn thân, dịu dàng, xinh đẹp, chịu thương, chịu khó, là nạn nhân của những vụ mai mối lấy chồng nước ngoài do sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân nghèo ở nông thôn Việt Nam. Bằng những đức tính tốt đẹp của mình, Hạnh đã khiến trái tim băng giá của John 2 rung động. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ lại gặp phải sự phản đối gay gắt từ phía ông Bảy. Đấu tranh đến cùng vì tình yêu hay chấp nhận buông xuôi cho số phận, đối với họ đều là chặng đường đầy chông gai thử thách. Với thông điệp người Việt cho dù sống ở bất cứ nơi đâu thì vẫn không thể nào quên được truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Hạnh phúc phải đến với gia đình người Việt ở hải ngoại nếu như con cái biết nghĩ đến cha mẹ, và cha mẹ cũng cần phải thông cảm, chia sẻ với con cái của mình sao cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Bộ phim Kali Mùa Hoa Vàng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh với giới trẻ Việt xa xứ phải luôn hướng về cội nguồn, về nơi chôn rau cắt rốn để đưa dân tộc ta lên một tầm cao mới với những bản sắc văn hóa đáng tự hào. Bên cạnh đôi vợ chồng Lương Thiết Thành, Thúy Diễm, Kali Mùa Hoa Vàng còn có sự góp mặt của đôi vợ chồng khá nổi tiếng là Thanh Duy, Kali. Đặc biệt phim còn đánh dấu sự tái xuất màn ảnh nhỏ của nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc sau thời gian điều trị bệnh. Đây cũng là bộ phim đầu tiên của bé Xuân Mai sau thời gian định cư, kết hôn và sinh con tại Mỹ. Phim truyền Việt Nam Kali Mùa Hoa Vàng sẽ được giới thiệu vào lúc 20 giờ thứ hai đến thứ bảy trên VTV1, bắt đầu từ 29 tháng 1 2018. Các bạn đăng ký để theo dõi từng tập của bộ phim này. Rất cảm ơn các bạn. Kali Mùa Hoa Vàng là bộ phim kể về cuộc sống của người Việt tại Mỹ. Mặc dù có những khó khăn bước đầu khi đến nơi đây định cư, nhưng với bản chất cần cù chịu khó, nên họ đã có một cuộc sống sung túc hơn. Tuy nhiên, trong khi người lớn vẫn muốn giữ những nét văn hóa truyền thống, thì những người trẻ lại tỏ ra không mấy quan tâm. Đây cũng chính là những tấm bi kịch mà các thế hệ trong gia đình phải đối diện. Bộ phim xoay quanh gia đình ông Bảy, nhà có ba người con. Ông Bảy vốn khắt khe với con cái nên thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn không có hồi kết. Trong khi con cả John 2 coi trọng những giá trị truyền thống, thì John 3 cùng vợ và hai đứa con còn lại với lối suy nghĩ kiểu Mỹ luôn đặt quyền tự do cá nhân lên trên hết, từ đó dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười trong gia đình. John 2 là một kỹ sư 38 tuổi làm việc trong nhà máy sản xuất chip điện tử với bản tính khó chịu, bảo thủ, ít nói. John 2 rất ghét nói đến chuyện lấy vợ, cho đến một ngày anh gặp Hạnh, một bà mẹ đơn thân, dịu dàng, xinh đẹp, chịu thương, chịu khó, là nạn nhân của những vụ mai mối lấy chồng nước ngoài do sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân nghèo ở nông thôn Việt Nam. Bằng những đức tính tốt đẹp của mình, Hạnh đã khiến trái tim băng giá của John 2 rung động. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ lại gặp phải sự phản đối gay gắt từ phía ông Bảy. Đấu tranh đến cùng vì tình yêu hay chấp nhận buông xuôi cho số phận, đối với họ đều là chặng đường đầy chông gai thử thách. Với thông điệp người Việt cho dù sống ở bất cứ nơi đâu thì vẫn không thể nào quên được truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Hạnh phúc phải đến với gia đình người Việt ở hải ngoại nếu như con cái biết nghĩ đến cha mẹ, và cha mẹ cũng cần phải thông cảm, chia sẻ với con cái của mình sao cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Bộ phim Kali Mùa Hoa Vàng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh với giới trẻ Việt xa xứ phải luôn hướng về cội nguồn, về nơi chôn rau cắt rốn để đưa dân tộc ta lên một tầm cao mới với những bản sắc văn hóa đáng tự hào.
Bên cạnh đôi vợ chồng Lương Thế Thành, Thúy Diễm, Kali, Mùa Hoa Vàng còn có sự góp mặt của đôi vợ chồng khá nổi tiếng là Thanh Duy, Kali. Đặc biệt phim còn đánh dấu sự tái xuất màn ảnh nhỏ của nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc sau thời gian điều trị bệnh. Đây cũng là bộ phim đầu tiên của bé Xuân Mai sau thời gian định cư, kết hôn và sinh con tại Mỹ. Phim truyền Việt Nam Kali Mùa Hoa Vàng sẽ được giới thiệu vào lúc 20 giờ thứ hai đến thứ bảy trên VTV1 bắt đầu từ 29 tháng 1 2018. Các bạn đăng ký để theo dõi từng tập của bộ phim này. Rất cảm ơn các bạn.